Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tổng giám mục phó của Durban qua đời vì coronavirus. Tuần lễ thảm khốc của giáo hội với 10 giám mục qua đời vì coronavirus. Đức Hồng Y Norberto Rivera Canberra phải nhập viện vì coronavirus. Kathleen Domingo nhận định rằng người Công giáo không có lựa chọn nào khác hơn là vang lại Biden. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Tổng giám mục phó của Durban qua đời vì coronavirus. Một vị tổng giám mục Nam Phi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm nhằm thay thế Đức Hồng Y Wilfred Napier làm tổng giám mục Durban đã qua đời vào hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vì COVID-19. Đức cha Abel Kabuza đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục phó của Durban vào tháng 12 năm 2018, đã ở trong bệnh viện từ ngày 10 tháng Giêng, khi Đức Tổng giám mục Napier chia sẻ trên Twitter rằng vị giám mục phó của ngài đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang ở trong ICU. Đức Tổng giám mục đã không còn ở với chúng tôi ở Durban nữa. 2 năm ngắn ngủi, nhưng trong thời gian đó, chúng tôi đã nhận ra ngài là một mục tử hiền lành, chu đáo và thân thiết. Đức Tổng giám mục Napier cho biết như trên trong một tuyên bố được công bố vào sáng Chủ nhật sau cái chết của Đức cha Gabuza. Qua sự dịu dàng, quan tâm và thân thiện của mình, Ngài đã tác động tức khắc đến tất cả những người có đặc ân được quen biết với Ngài. Đó là lý do bổ sung tại sao sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn đối với chúng tôi và toàn thể giáo hội ở Nam Phi. Cái chết của Ngài xảy ra sau khi 10 giám mục qua đời trong tuần thứ hai của tháng Giêng, từ 8 đến 14 tháng Giêng vì coronavirus. Đức cha Abel Kabuza sinh ngày 23 tháng 3 năm 1955. Ngài được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục phó của Durban trong viễn tượng thay thế Đức Tổng giám mục Wilfred Napier. Trước đó, Ngài là giám mục Kimberley trong 8 năm, từ năm 2010 đến năm 2018. Tuần lễ thảm khốc của giáo hội với 10 giám mục qua đời vì coronavirus. Năm 2021 đã được bắt đầu với những tin tức không may cho giáo hội. Trong tuần thứ hai của tháng Giêng, từ ngày 8 đến 14 tháng Giêng, có đến 10 giám mục chết vì coronavirus. Người trẻ nhất trong số các giám mục qua đời trong thời gian này là Đức cha Mose Hamungu, 53 tuổi, giám mục giáo phận Monze, Zambia. Người lớn tuổi nhất là Tổng giám mục Ý Oscar Rizzato, 91 tuổi, từng là quan pháp trần của Đức Giáo Hoàng dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. 4 giám mục qua đời cùng ngày 13 tháng Giêng tại 3 lục địa khác nhau là Đức Tổng giám mục Philip Tartaglia của Glasgow, 70 tuổi, Đức giám mục Mario Cecchini, 87 tuổi của Fano, Ý, và Đức Hồng Y Eusebio Oscar Che, 88 tuổi, Tổng giám mục hiệu tòa của Rio de Janeiro, Brazil, và Đức cha Mose Hamugo, 53 tuổi, giám mục giáo phận Monze, Zambia. Vị giám mục đầu tiên qua đời trong tuần lễ kinh hoàng này là Đức cha Castro Oswaldo Azuro Peze, 69 tuổi, giám mục Trujillo, Venezuela. Ngài là giám mục người Venezuela đầu tiên chết vì COVID-19. Ít nhất 8 linh mục và một số nữ tu sĩ đã chết vì virus ở nước này. Đức cha Luis Adriano Pirazita Sandova, 74 tuổi của Santa Marta, Colombia, qua đời vào ngày 11 tháng Giêng. Nhập viện kể từ ngày 23 tháng 12, Ngài là giám mục Colombia đầu tiên chết vì COVID-19. Đức Tổng giám mục Tartaglia từng là lãnh đạo của cộng đồng công giáo lớn nhất Tô Cách Lan kể từ năm 2012. Ngài đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau lễ Giáng sinh và đang tự cô lập. Được bạn bè và cả những kẻ thù đánh giá cao, cái chết của Ngài khiến bà Nicola Sturgeon, nữ bộ trưởng đầu tiên của Tô Cách Lan, rất đau buồn.
Tôi rất lấy làm tiếc khi biết tin này. Đức Tổng giám mục Tartaglia là một người tốt lành, được nhiều người yêu mến trong cộng đồng công giáo và cả bên ngoài nữa. Tôi luôn đánh giá cao những tương tác của tôi với Ngài. Suy nghĩ của tôi hướng đến những người thân yêu của Ngài và cộng đồng rộng lớn hơn. Cầu mong Ngài yên nghỉ trong Chúa. Bà nói trên Twitter. Cũng tại Tô Cách Lan, Đức cha Vincent Logan, 79 tuổi, giám mục hiệu tòa của Dunkeld, qua đời ngày 14 tháng Giêng, một ngày sau cái chết của Đức Tổng giám mục Tartaglia. Các giám mục khác qua đời trong tuần từ 8 đến 14 tháng Giêng là giám mục người Ba Lan Adam Dizoski, 88 tuổi, giám mục hiệu tòa của giáo phận Zielona Gora Gorod, qua đời ngày 10 tháng Giêng, và Đức cha Florentin Sihameni, 61 tuổi, của Công giáo Nghi lễ Đông Phương Cluj Gela ở Rumani, đã qua đời ngày 12 tháng Giêng. Đức Hồng Y Norberto Rivera Cabrera phải nhập viện vì coronavirus. Bên cạnh các Hồng Y và giám mục đã không qua khỏi, còn có các vị đang phải chiến đấu với virus tàu độc địa. Hôm thứ Bảy 16 tháng Giêng, Đức Hồng Y Norberto Rivera Cabrera, cựu Tổng giám mục của thành phố Mexico, đã phải nhập viện sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tổng giáo phận đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi cầu nguyện cho Đức Hồng Y Rivera, cũng như tất cả những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus. Ước tính có khoảng 140.000 người đã chết ở Mễ Tây Cơ do căn bệnh quái ác này, trong đó có gần 100 linh mục. Người mới nhất là cha José Guadalupe Sanguinofuentes, 88 tuổi, và cha Valente Ramirez Tlaque, 68 tuổi, của Tổng giáo phận Puebla. Cả hai vị đều qua đời vào thứ Tư tuần trước. Kathleen Domingo, người Công giáo không có lựa chọn nào khác hơn là van lạy Biden. Câu trả lời cho một quốc gia bị chia rẽ không phải là một giáo hội bị chia rẽ. Tôi nghĩ điều mà chúng ta cần phải có là một cuộc đối thoại nhất quán. Cha Erzin Cho, chủ tịch Break of the World, nghĩa là bánh cho Trần gian, nói. Nhận xét của Ngài được đưa ra trong cuộc thảo luận trực tiếp hôm thứ Năm do Sáng kiến về tư tưởng xã hội công giáo và đời sống công cộng của Đại học Georgetown, tổ chức với mục đích bàn về cách đức tin có thể hướng dẫn đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn này. Đối với cha Erzin Cho, câu trả lời cho vấn đề này nằm trong lời Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương tất cả mọi người, chứ không phải chỉ những người mà chúng ta đồng ý. Chúng ta được kêu gọi để yêu tất cả mọi người, chứ chúng ta không chỉ được kêu gọi để yêu những người giống tôi, nghĩ giống tôi, cảm thấy giống tôi, tôn thờ như tôi. Và tôi nghĩ chúng ta thậm chí nên công nhận cả những người không bầu cho các ứng cử viên giống như mình bầu. Nghĩa là những việc thực sự khó khăn để thực hiện. Nhưng theo Chúa Giêsu, đó là một thử thách. Cuộc đối thoại mà cha Erzin Cho đề nghị có thể là khó. Một trong những nguyên tắc của đối thoại là tìm ra những điểm chung giữa hai bên trong khi vẫn giữ được bản sắc của mình, chứ không phải là từ bỏ căn tính của mình để dĩ hòa vi quý. Như thế không phải là đối thoại mà là đầu hàng. Ngay khi các giám mục trình bày giáo lý công giáo về cấm phá thai, linh mục James Martin, người cổ động cho ông Joe Biden, lập tức chụp mũ các ngài là dùng thứ ngôn ngữ khinh miệt và thậm chí là mất nhân tính, và đòi hỏi rằng sai lầm của các nhà lãnh đạo công giáo phải được sửa chữa. Đó là sai lầm mà giáo hội bây giờ cần phải ăn năn. Mở miệng ra nói đến tính lý thì bị chụp ngay cho cái mũ là tung ra các diễn từ thù hận. Như thế thì khó đối thoại lắm. Kathleen Domingo, lãnh đạo văn phòng Phò Sinh, Công lý và Hòa bình tại Tổng giáo phận Los Angeles, có vẻ thực tế hơn cha cho. Cô nghĩ các giám mục Hoa Kỳ là những nhà lãnh đạo phi chính trị sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc gắn kết mọi người lại với nhau. Và cô nói rằng vấn đề phải bắt đầu với việc mở ra một mối quan hệ như thế nào đó với ông Joe Biden. Cái khó là mặc dù ông Biden là một người công giáo, nhưng ông ta lại ủng hộ phá thai. Hội đồng giám mục công giáo Hoa Kỳ
cùng với một số cá nhân các giám mục đã lên tiếng phản đối những quan điểm này. Một nhóm làm việc đã được thành lập tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám mục năm nay để giúp điều hướng mối quan hệ này. Điều mà tất cả chúng ta có cùng quan tâm là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu xảy ra một cuộc chiến giữa Biden và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào 4 năm tới. Xét đến hoàn cảnh cụ thể hiện nay khi đảng Dân Chủ của ông Joe Biden đã nắm được cả hành pháp lẫn lập pháp. Kathleen Domingo nói, đã đến lúc chúng ta phải van xin ông ấy. Xin làm ơn, thưa ngài Biden, đừng biến việc phá thai trở thành tâm điểm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Chúng ta có lẽ sẽ không thể thay đổi ý định của ông ta về việc phá thai, nhưng nếu ông ta không quyết liệt chạy theo điều đó, thì chúng ta có thể cùng nhau làm những việc rất quan trọng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quý và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.